Hình ảnh cây quất khi ông hay tin cháu tới thăm ông. Không tin tưởng nhau thì xin đừng gọi nhau hai tiếng ông cháu, thằng cháu xếp. À đâu. Cây nhà ông mình năm nay khác quá. Các cháu cứ vặn ăn tự nhiên. Ok, cả gia đình tin cháu mà. May quá cây quất nhà tôi thấp quá các cháu không hái được. Này thì các cháu về là không thấy cả gốc đâu ấy. Còn mỗi cái chậu có khi còn các cháu nó lại xây nhà. Con với chả cháu. Cây này thì bị người lớn hái cả lá và quả để ăn gà luộc. Gia đình tin cháu mà. Ôi trời ơi. Bất lực rồi. Khi những cô giá đi spa để khép con bướm xuân đón Tết. Không biết spa làm kiểu gì mà cánh bướm thông luôn sang cửa sau đường tiêu hóa. Hai lỗ dồn một. Người yêu tương lai ơi, dù cho của em có như hai con đỉa voi đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em khác. Đừng đi trùng tu nọ kia rồi lại họa vô đơn chí em nhé. Tạo hóa quá bất công khi đặt khu giải trí cạnh khu vệ sinh. Kể từ hôm đó, con bướm ăn xít. Con bướm hư hỏng. Kiểu này sao dám đi trùng tu bướm chứ? Bố khỉ, với trí tưởng tượng của mình ban đầu tưởng lên Sapa bị bướm độc đốt nhập viện. À đâu? Gần mực thì đen, gần Tết thì bươm bướm thủng. Cái đấy cũng làm đẹp để mọi người ngắm à. Đàn ông chúng tôi có sao thì dùng đó chứ spa làm gì rồi hại bản thân, miệng chai hay miệng giếm thì cũng là vợ mình thôi. Ông hàng xóm chia sẻ nhờ tôi comment. Rồi xong, con bướm size S thành size 3XL. Lối tắt từ khu vui chơi đi thẳng qua khu vệ sinh. Trời ghê chưa? Một dồn lỗ hai lỗ dồn em dồn đi. Kiểu gì? Đắk Lắk giận chồng, người phụ nữ nuốt luôn 12,5 triệu đồng tiền mặt và cái kết phải nhập viện cấp cứu. What the hell? Thật ra chị đang cố chứng minh rằng 14 tỏi từ thiện người ta còn nuốt trôi thì hơn chục triệu chỉ là muỗi. Xong chị lấy tiền đó trả viện phí, bác sĩ kiểu. Chắc anh chồng chửi, tiền lấy của tôi nuốt không trôi đâu nên cô vợ chứng minh cho chồng thấy. Quá chuẩn luôn. Chắc là ói ra được ấy mà, có thằng nào đó nuốt tận 14 tỏi mà cuối cùng cũng phải ói ra, rồi phải dùng ô mô tẩy sạch tờ tiền nữa mà. Sống để dạ chết mang theo, đồng tiền đi liền khúc ruột. À đâu. Thế là Linh nuốt 14 tỷ tận 6 tháng mới nôn ra được, sức chịu đựng ghê thật sự, nể. Ra mua 2 chỉ vàng mà nuốt. Ôi trời ơi. Bác sĩ, anh phải nộp tiền thì chúng tôi mới có thể phẫu thuật cứu vợ anh. Chồng, mổ ra đi khác có. Anh chồng đáng nhẽ phải gọi ngay cho bà Hằng. Bà chữa mấy vụ này rất giỏi. Đến Hoài Linh 14 tỷ ngậm tiền mãi bị bà Hằng tát cho cái còn phải nhè ra không nuốt nổi hướng hồ. Cạn lời, cô gái ngày đầu ra mắt nhà bạn trai mang nước rửa chén ra để rửa lá dong. What the hell? Thời buổi công nghệ cho vào máy giặt chứ em. Rất tốt, rất sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn. Lấy thêm giấy bạc gói bánh chưng và mang gạo. Đổ ra ngâm compo cho đậm vị nhé. Thông minh.
minh quá, mình thì cọ lá tay muốn lên chuột luôn mới hết mốc. À đầu. Thời Covid, em nó chưa xịt cồn diệt vi khuẩn vào là may. Lá còn phải ngâm nước xả compo mới sạch được nước rửa bát, tạo hương thơm. Cũng là ra mắt. Lần đầu dẫn người yêu về ra mắt gia đình có đầy đủ nội ngoại, trong không khí nói chuyện đầy tính trang nghiêm, mạch lạc rõ ràng, bỗng người yêu nó oánh rắm, ít một cái, thế là hai bên ngừng nói chuyện, bầu không khí bỗng nhiên u ám lại, mình nhanh trí lấy ngón tay chấm tí nước xong trà lên bàn kêu, ít một phát, cho người yêu đỡ ngại để chữa cháy, thế rồi ông bà hai bên nhìn vào mình và đồng thanh hô to, éo giống. Kết hợp với lấy vòi rửa xe máy để dọn ban thờ ra tiên nữa thì đúng chuẩn nàng dâu thời 4.0. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Nhưng em hỏi thật là có cần rửa bằng nước rửa bát không ạ? Được cả cô thánh mụ này luôn. Hôm qua em tới nhà bố mẹ chồng tương lai ra mắt, không biết do hồi hộp hay lúng túng mà em đánh rắm cái bụng, đang xấu hổ chưa biết xử lý sao, thì may quá bố chồng tương lai đã quay xuống gầm bàn ăn, rồi quát lớn, Milu đi ra, em thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi người ai cũng nghĩ âm thanh được gây ra từ con chó, ngồi thêm tí nữa, em lại đánh rắm, bụng, bố chồng em lại quát con chó, Milu đi ra, rồi cả nhà lại vui vẻ ăn cơm, được một lát em lại. Lần này bố chồng em vớ ngay đôi đũa phi thẳng vào đầu con chó rồi gào lên, mày có đi ra không, con nhỏ nó ỉa lên đầu mày bây giờ. What? Nhà có đứa con gái nhậu mạnh, khách tới nhà chúc Tết vui lòng không rủ lai dai, uống không đủ chục chai bỏ về, nó quạo nó đánh, gia đình không cản được, chân thành cảm ơn. Gầy, John đã dành 6 tháng để luyện tập và bây giờ anh cực kỳ thành thạo Photoshop. Chúc mừng bạn Henry J đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau cũng có câu trả lời đúng nhé. Duyên Ami, Thanh Bình, Hữu Nhân Lê, Hân Tây, Nguyễn Thường, Ca Gaming, Cá Chép Nhỏ, Lucy Tết, Tân Nguyễn, Quang Nguyễn. Còn đây là câu hỏi phần này, tìm hình khác so với các hình còn lại. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.